Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Aquarium Melody của mình nhé. Và mình là Tony Huy Nguyễn. Cũng rất vui hôm nay lại được đồng hành với tất cả các bạn ở trên kênh của mình. Và hôm nay mình đang có mặt tại không gian nhà riêng của một người em. Và mình cũng đến đây theo lời đề nghị của em mình là setup giúp bạn ấy một chiếc bể thủy sinh mới. Và như bạn thấy ở đây thì toàn bộ các cái trang thiết bị ở đây là em mình đã mua sắm từ trước. Và nhiệm vụ của mình hôm nay rất là quan trọng là phải sử dụng những cái vật liệu ở đây và setup cho em của mình một chiếc bể mới. Ok, ở đây mình có một gốc bonsai. Và như các bạn biết thì phong cách chơi bể thủy sinh bonsai luôn là một phong cách chơi quốc dân và rất nhiều anh em yêu thích. Bên cạnh đây thì mình có một hộp cúc nền của bên anh Vũ Aqua, cũng như là một cúc nền công nghiệp Aquabest. Và hai cái chai vi sinh ở đây thì mình sử dụng chủ yếu là Stability và Prime, là một trong số những cái sản phẩm của sinh kem mà mình rất là yêu thích, cũng như là để set up những chiếc bể trong một khoảng thời gian đầu. Chúng giúp cho việc khởi tạo vi sinh được dễ dàng hơn này, cũng như là khử tất cả các loại độc tố ở trong nước trong thời gian đầu các bạn set bể. Ok, và gần đây thì mình có sử dụng thêm một sản phẩm nữa của bên Extra Bio. Đây là một chế phẩm để khởi tạo vi sinh ban đầu cho chiếc bể thủy sinh, cũng rất là hiệu quả. Các bạn cũng nên dùng thử nhé. Với chiếc bể 80-40-40 như thế này thì mình cũng chỉ sử dụng một cái lọc DF1000. Và đây là toàn bộ những cái vật liệu và những cái nguyên liệu ban đầu mà em mình đã mua sắm từ trước rồi. Và cái công việc của mình bây giờ là sẽ bắt tay vào thực hiện nó như thế nào. Vậy thì các bạn còn chần chờ gì nữa, đừng rời khỏi màn hình nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện chiếc bể này. Ok, let's go. Thank you.